Wow, cái gì đây các bạn ơi? Một cái chiếc thuyền cá voi sát thủ mới nè. What? Nhưng mà lần này không phải là màu đen mà là một cái màu hơi hồng hồng nè, tím tím nè các bạn ơi. Thì mình cũng chưa biết chính xác cái tên gọi nó là cái gì nữa, nó tạm gọi là cá voi sát thủ pha lê nha. Và nó sẽ được đưa vào trong cái gói tri ân á. Đó, tương tự như cái con cá voi sát thủ màu đen lúc trước đó các bạn ơi. Và mình nghĩ là cái giá nó cũng sẽ là tương đồng với cái con cá voi sát thủ màu đen này. Đó là 499k đó nha. Oh my god. Wow. Và ta-da, ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái mã code mới nha các bạn ơi. Rồi, các bạn đừng quên nhập cái mã code mới này. Đó, và nhân nó chính là ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nha các bạn. Và tên mã cô dí đó chính là Tri Ân Thầy Cô. Đó, thì các bạn sẽ nhập cái mã code này vô cho mình nha. Nice. Ta-da, và đầu cái clip này thì các bạn nhớ cho mình được like, đô, đăng ký kênh đó nha. Để ủng hộ kênh của mình đặt mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với game Top 1 Papi. Rồi, và đó chính là cái mẻ cô dí mới của chúng ta đây các bạn ơi. Đó gồm là ba cái phần thưởng nha. Đầu tiên đó chính là một cái tủ sách học sinh. Đó, thì người nhà giáo sẽ có một cái tủ sách liên quan đến bài vở nha các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là vé cô bon. Đó, vé bốc thăm chủ đề. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái hộp đá quý may mắn. Nope. What? Và trong cái clip hôm qua là mình đã có làm một cái chủ đề và các trang phục cung hoàng đạo. Thì nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của mọi người. Rồi đã thì mình cũng đang thiếu rất là nhiều những cái trang phục và các chòm sao khác. Đó, ví dụ là cung cự giải, rồi cung bọt kẹt nè các bạn ơi. Rồi cung sư tử, đã rất là nhiều những cái cung hoàng đạo khác nha các bạn. Oh no. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là tiếp tục khám phá những cái bộ trang phục và các cung hoàng đạo do người chơi thiết kế trong cái sự kiện mới. Và cái trang phục đầu tiên trong cái clip hôm nay là của bạn Lý Văn. Đó, và thiết kế cái bộ trang phục Cobo Scorpio. Đó, tự ý tưởng cung bọ kẹp nha các bạn ơi. Rồi, về 12 cung hoàng đạo. Và đó chính là cái bản thiết kế và cái hai trang phục cung hoàng đạo và cung bọ kẹp. Đó, của bạn tên là Lý Văn nha. Rồi, và cái chủ đề thiết kế của bạn là màu sắc là màu đen. Đó, vẻ nam và nữ luôn. Và nhìn tổng quan là mình thấy chủ thể khá là ok. Rồi, tiếp theo là có những cái điểm nhấn về cái cung hoàng đạo của mình làm. Đó chính là một cái băng đô hình cái con bọ kẹp màu đen nè các bạn. Đó, trên cái tóc nè. Rồi, tiếp theo là cái màu sắc. Rồi, màu đen này cũng cho liên quan chủ đề bọ kẹp luôn. Và một cái mình thấy khá là sáng tạo đó chính là bạn đã thiết kế một cái đuôi bọ kẹp. Đó, và gắn một cái chiếc nơ lên nha. Rồi, đạo của nữ thì sẽ là một cái đuôi màu trắng. Và về phần trang phục của nam thì cái đuôi bọ kẹp sẽ là màu đen xám nha các bạn ơi. Thì ngoài mỗi bộ trang phục thì sẽ có tổng cộng là 6 món. Đó, thì mình đã có thể thiết kế thêm một cái lưỡi hái. Và tổng kết lại về cái bộ trang phục của bạn Lý Văn thiết kế là mình thấy khá là ok và được. Đó, nói chung là nó sẽ có liên tưởng đến một cái bộ trang phục về cung hoàng đạo mà mình đang làm đó các bạn ơi. Và tiếp theo là cái bộ trang phục của bạn Trần Bảo thiết kế. Đó, về chủ đề cặp đôi vợ thần xử nữ. Ngoài ra bạn đó còn có chú thích thêm là xử nữ biết khiêm tốn như thiên bình. Đó, nhưng cái sự tự tôn còn cao hơn cả sư tử. Oh no. Và ra chính là cái bộ thiết kế của bạn Trần Bảo. Đó, thiết kế về cung hoàng đạo xử nữ nha các bạn ơi. Rồi, và nhìn về cái màu sắc và cũng như là cái chủ thể. Đó, thì nó cũng mường tượng liên quan đến cái cung hoàng đạo đó. Và đầu tiên là trang phục của nhân vật nữ. Đó, trang phục xử nữ. Rồi thì có cái bông tai này hình logo xử nữ ở trên nè. Rồi, và cái phần màu sắc là mình cảm thấy có vẻ như là nó hơi nhợt nhạt tí xíu các bạn ơi. Mình thì thiên về cái chủ đề là mình thích những cái màu nó sắc nó rực rỡ và nó đậm các bạn. Và bộ trang phục bạn này thiết kế là gồm là tổng cộng là nam và nữ đều là 8 món đồ hết nha. Rồi, còn của nam thì cũng tương tự như của bộ nữ thôi. Và mình đặc biệt thích cái trang phục của bạn nam hơn nè. Đó, nhìn rất là ngầu và đặc biệt là chính là một cái áo các bạn ơi, trông giống như kiểu là một cái vị thần á. Rồi đó, rất là mường tượng về cái chủ đề cung hoàng đạo luôn. Và trang phục tiếp theo của bạn tên là Trang Nè Má. Rồi thì xong, trang phục thiên thần cự giải. Và bạn đã có giải thích là cự giải với đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương. Rồi màu trang phục chủ đạo là màu trắng và đỏ kem. Và đây chính là cái bộ thiết kế của bạn Trang. Rồi về cung hoàng đạo cự giải. Đó, một cái nhân vật rất là chibi luôn nha các bạn ơi. Và theo mình biết về cái cung cự giả đó chính là một cái hình thù con cua. Đó, thì bạn này thiết kế là cả nam và nữ đều có cái liên quan đến con cua. Đấy, ví dụ là nữ thì sẽ cái bím tóc nó có hình hai cái càng đó các bạn. Còn của nam thì sẽ cũng có một cái càng ở phía trên cái mái tóc đó các bạn ơi.
Và chi tiết cái bộ thiết kế cung cự giải đó thì mỗi set gồm là 5 món đồ đó, và kèm thêm một cái cánh thiên thần nha các bạn ơi. Rồi đấy, thì nói chung là nhìn qua thì mình chỉ thấy có một cái tóc đó, hình cái càng giống cung cự giải thôi. Rồi thì ngồi đây thì cũng mình cũng không thấy cái chi tiết khác đó, ví dụ là ở về cái cánh thì bạn có thể là thêm các logo, hoặc là cái áo có logo hình cung cự giải, hoặc là bạn nó có thể thiết kế thêm ví dụ cái đôi bông tai này, đấy hình cái con càng cua này, hoặc là những cái món phụ kiện khác liên quan. Và nhìn chung thì mình thấy cái trang phục này khá là ok và khá là dễ thương nha, đó không có gì để chê hết. Rồi và tiếp theo là trang phục của bạn tên là Phương Anh, rồi gói ke Beacon, đó design by Tê Chu, rồi bài dự thi về cung ma kết, đó được lấy cảm hứng từ cung ma kết với tông màu chủ đạo là đen pha lẫn tím nhạt. Rồi tóc lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn nhưng không kém phần thanh lịch. Ok. Rồi và đây chính là cái bài dự thi của bạn Tê Chu, đó gói Capricorn, đó về set 2 bộ nam và nữ. Và đây chính là cái bộ trang phục nữ. Rồi đó thì bộ nữ thì sẽ có cái chủ đề, có hai cái sừng, rồi nó có cái thánh giá phía trên. Ok, đó và cái tông màu thì nó cũng khá liên quan tương đồng với chủ đề ma kết. Và phía mình thấy là phía cái áo thì nó sẽ có cái phân phân kiểu giống như là cái gợn sóng hoặc là cái hình như cái vảy cá. Đó thì bạn này là khá bám sát cái chủ đề và cái cung hoàng đạo ma kết này. Rồi và đây chính là cái bộ trang phục nam. Rồi đó thì nó cũng tương đồng nhưng mà mình thấy cái bộ nữ thì nó thể hiện nó rõ hơn các bạn ơi. Và nó cái kiểu như nó đẹp hơn cái bộ nam rất là nhiều á. Đấy, bộ nam thì mình thấy cái khá là đơn giản hơn bộ nữ. Thì theo cái ý kiến cá nhân, bạn có thể là thiết kế cái logo phía sau hình cái bộ nam cũng được đó, hoặc là hai bộ nam và nữ đều có cái logo phía sau đó thì nó sẽ bớt cái trống trải hơn đó, tại vì những phía sau nó hơi trống trải tí xíu đó các bạn, nó hơi suông đột á đó, mà nó có thể thiết kế cái hình gì đó hoặc cái logo gì đó nó liên quan đến cái chủ đề cung hoàng đạo. Rồi và tiếp theo là trang phục của bạn Bảo Trân thiết kế, đấy gói tên là Song Tử Lung Linh đó, dành cho các cặp bạn thân hay chị em thân thiết đó, và trang phục được lấy ý tưởng từ cặp đôi song tử. Và bạn đã có chú thích thêm là song tử là một cung có tính khí sáng nắng chiều mưa rồi, nên mình đã tạo ra một cặp song tử chị lạnh lùng tím mộng mơ đó, và song tử em thân thiện với màu hồng siêu cute. Rồi và đây chính là cặp đôi chị em song tử đó, chị sẽ bên phải bên trái nha, còn em màu hồng thì sẽ là nằm bên phải đó, thì theo các bạn thích chị hay em hơn. Và đây là chính là cái bộ trang phục của cô em gái màu hồng. Rồi thì mỗi bộ đều gồm là tất cả sáu món đồ hết nha. Đó thì mình thấy là sẽ có cái logo song tử rồi phía trên trán nè, rồi đó thể hiện rõ. Rồi tiếp theo là cái màu sắc và cũng như là các chi tiết đó, và những cái đường nét đó, bạn này có vẻ như là rất là chăm chút và tỉ mỉ về cái trang phục của mình nha. Đó, mình thấy là khá là sắc nét và cũng như là rất là đầy đủ luôn đó, về những cái đường vân rồi những cái đường kẻ hoa văn nè. Rồi và tiếp là trang phục của người chị đó, thì là màu tím lạnh lùng gơ nè, thì mình thấy nó khác một chút và cái phần áo và cái phần nón đó thì nó hơi khác tí xíu thôi, còn lại là tổng thể là khá là giống nhau đó, tại là vì chị em mà. Và bạn này cũng rất là thông minh đó, thiết kế thêm một cái thuyền song tử lung linh rồi đó, và cái kiểu dáng thì đúng cái chủ đề song tử luôn đó, cái logo đó các bạn ơi, đấy kiểu giống như là một cái số 2 nó la mã và nhìn vô là biết cái cung song tử luôn nha các bạn ơi. Ok rồi, nói chung là mình vừa review xong các bộ trang phục và các cung hoàng đạo của mọi người chơi thiết kế rồi đó. Và nếu các bạn thích cái chủ đề này thì có thể là comment dưới video này nha đó, và các cung mà các bạn thích đó, hoặc là những cái cung hoàng đạo nào mà mình chưa có làm thì các bạn có thể là gợi ý cho mình để trong cái clip sau mình sẽ tiếp tục đó, review các bộ trang phục khác. U là chờ, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ đồ huyền thoại để các bạn ơi, đồ độc quyền đây. Rồi đó, mà từ rất là lâu rồi đó thì game mới bán lại nha. Đó, giá 99k rồi các bạn ơi. Rồi đó, và thêm cái cần câu rồng nè mà cũng đã có rồi. Đó, những cái đồ này đã bán lại nha các bạn ơi, nhưng mà nó sale rất là rẻ luôn. Rồi đó, tí mình sẽ là mua cái bộ đồ bơm nổ nha. Rồi đó, và chúng ta sẽ nhận thêm một cái túi sách đó, Black Free đây khi mua sắm. U là chờ, nói chung là đi shopping cũng là khổ lắm chứ sung sướng gì đâu các bạn ơi. Đó, thấy không? Khổ rồi. Đó, sách là bao nhiêu túi đồ nè. Đó, rồi túi quần áo rồi các bạn ơi, rồi túi dầu thơm nè. Đó. Bạn mua sắm đến nỗi là cái số kim cương của mình nó cũng không còn nữa rồi. Và đây chính là cái gói đồ huyền thoại đây các bạn ơi. Đó, mình cũng đã chờ rất là lâu rồi đó nha. Đồ độc quyền đấy. Đó, của game bán từ ngày xưa đó các bạn ơi, cũng lâu lắm rồi á. Đó, thì bây giờ game mới bán lại nha. Đó, và bán với giá rất là rẻ luôn.
Và mấy cái phụ kiện này là mình cũng không có cần, tại là mình cũng đã có rồi đó. Đó, chủ yếu là mình lấy cái bộ đồ thôi. Đó thì mỗi sáng sớm mình cũng đã nhận được cái vương miện trong cái sự kiện màu đen này các bạn. Đó, các bạn nhớ vô làm sự kiện đó nhận xu và đổi quà. Đó, và đây chính là cái quả bơm nổi chậm của mình đây các bạn ơi. Quá là cute và độc lạ luôn đó nha. Đó, nguyên xích đồ màu đen luôn. Đó, cái quả bơm nó có dấu chấm than màu trắng ở phía bên cạnh các bạn ơi. À, nó cảnh báo là đang sắp nổ á mọi người ơi. Rồi, để thì ngày hôm nay mình sẽ là mở hộp nhân phẩm bộ đồ hộp mới à, trong nhà của chị Thảo nha các bạn. Để xem là cái hộp bốc thăm suối nước nóng này có nhân phẩm hay không đây. Rồi đó, những cái món đồ mà mình rất là thích. Đó, ví dụ là cái thuyền nè các bạn. Rồi cái nón, rồi cái hồ câu cá nè các bạn. Hoặc là cái bộ đồ nha. Đó, một trong bốn món đồ này là mình thích nha các bạn ơi. Và bữa trước là các bộ đồ Tiki là mình cũng thích cái với vòng đó các bạn. Đó, nhưng mà game không cho mình cái vòng. Rồi liệu ngày hôm nay là mình thích cái hồ thì game cho mình cái hồ hay không? Đó, mình cũng thích cái hồ nữa các bạn ơi. Hoặc là mình thích cái bồn tắm này cũng được. Đó, một trong hai cái nha. Rồi, nói chung là ra cái này mình cũng lấy hết các bạn thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xem nhân phẩm ngày hôm nay có khác bọt hay không đây. Wow, cái gì đây? Giống như cái thuyền à, không phải các bạn, bồn tắm gỗ suối. Mình tưởng là cái thuyền nó nhìn nó cũng y chang đó các bạn ơi. Rồi ra cái gì đây? Chuột lang nước giống như cái gối á các bạn. Rồi gối chuột lang hai con. Ba con. Ủa là trời, đừng có rèn nữa nha. Rè tiếp các bạn ơi. Kia nó không nghe lời mình rồi. Wow, cái gì đây? Áo tròn tắm rồi được. À, được cái bộ đồ gỡ gạt lại nha các bạn ơi. Mà mình cũng quên là cái nào là xịn nhất rồi các bạn. Đó, cái nào là cái tỷ lệ thấp nhất rồi. Bây giờ tí mình sẽ kiểm tra lại nha. Rồi bồn tắm gỗ nè à, cái này không phải. Rồi tiếp tục. Wow, bồn tắm gỗ một người à, cái này đúng cái mình cần nè các bạn ơi. Đúng rồi đúng rồi. Cái này là cái thuyền đó các bạn. Nhưng mà sao cái thuyền nó cùi vậy ta. Đó ba xích. Ủa là trời, đã cái thuyền xịn mà sao cái nền nó cùi vậy ta. Rồi cuốc gỗ tắm suối. Đó mình được hai món. Đó chính là cái áo và cái thuyền nha các bạn. Nhưng mà cái mình thích nữa đó chính là cái hồ câu cá này. Đó, cái này nhìn mình rất là thích đó các bạn ơi. Nhưng mà game nó không cho mình. Ủa là trời. Đó, cái mình muốn là nó không có các bạn ơi. Oh no. Rồi đó, thử mở hộp lẻ coi nó có rè không nha. Đấy, còn cái thuyền kia thì chắc là mình không có xài đâu các bạn. Đó, mình muốn cái hồ này. Rồi ra cái gì đây? Tháp đá. Rồi, cái này mới cũng được. Đó, mình sẽ là mở hết kim cương luôn nha. Rồi nãy chơi khô máu và Luffy đây luôn. Rồi chuột lang. Không ra cái hồ rồi các bạn ơi. Chuột lang nữa. Hộp cuối cùng. Nope. Ủa là trời, ra cái bồn tắm gỗ tiếp các bạn ơi. Hai cái tiền rồi. Ảo thế nhô. Nhưng mà cái mình cần là cái bể câu này. Rồi xong, không ra rồi. Ra cầu đá tiếp. Rồi xong, hết tiền sao kim cương luôn. Rồi mình kiểm tra xem cái tỷ lệ. Nãy coi là cái nào hiếm nhất nha. Áo chả, cái áo hiếm nhất các bạn ơi. Rồi mình được cái đồ hiếm nhất luôn á. Rồi tiếp theo là mũ nè, mũ hiếm nè, bể câu. À hiện chi nó khó ra các bạn. Mình tưởng cái hồ nó dễ ra. Ó ra cái hồ là cũng hiếm đó các bạn ơi, 5% nè. Rồi tiếp đến là cái bồn tắm gỗ, à cái thuyền á, 5,5%. Rồi cái thuyền gì là chắc là không có hiếm đó các bạn ơi. Oh no. Thì nếu các bạn còn nhớ thì ở trước là cái bộ này nó đưa vào trong cái xưởng chế tạo á. Đó, và chế tạo bằng vàng đó nha. Đấy, không có giỡn đâu. Đó, mấy cái đồ này mua bằng vàng nè các bạn ơi. Rồi và bạn nào mà còn dư kim cương đó thì tranh thủ mở nha. Đó, nếu mà các bạn thích. Đấy, đây chính là cái thuyền đây. Đó, tranh thủ hiện tại lâu lắm rồi game nó mới cho vô cái hộp á. Mà nó còn sale rẻ 20 kim cương nữa. Đó, húp vội nha các bạn ơi. Ok rồi, các bạn nào mà chưa có thiền thì xin nhẹ vé lại nha. Đó, còn mình là mình có hai cái luôn rồi. Ok rồi, vậy như vậy cái video clip mà đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Bye. Yêu. Ta-da.